Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia một dự án là nhận 8 đô token Dove từ dự án Dove Swap các bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án với mình thì video này là một cái video quan trọng để cập nhật các bạn rút tiền các bạn. Các bạn vui lòng bấm chuông đăng ký để cập nhật những clip từ dự án của mình nha các bạn. Thì để tham gia, để kiểm tra được thì bạn click phần link mô tả cái link chatbot của mình các bạn. Các bạn nhấp vào, các bạn có làm dự án này không các bạn? Nếu bạn có làm thì bấm nút dot 3 này các bạn. Thì nó có cập nhật thêm là các bạn phải like và follow Facebook trên dự án là dot swap các bạn. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn bấm nút thích là được các bạn. Sau khi bấm nút thích xong thì các bạn bấm nút start này các bạn. Nó hiện ra một là claim soi rớp và view balance, thì bạn bấm vào một Su Balance các bạn. Thì mình đã tiện được 2 ghép rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim cho ai gấp các bạn. Thì nó hiện ra một cái link form, thì các bạn nhấp vào đường link form các bạn. Khoan, các bạn bấm vào Balance lại đi các bạn. Các bạn chụp màn hình lại giúp mình các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào link form này nè các bạn. 8 cộng 6 bằng 14. Sau khi các bạn nhấp vào, nó ra một cái link form như thế này, thì các bạn chỉ việc sang qua bên con bot Telegram trước kia các bạn khai báo các bạn, thì các bạn điền lại thông tin của dự án các bạn. Trước kia các bạn join vào username nào thì các bạn điền lại username Telegram đó nè các bạn. Mình là @anh4.1 các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại tài Twitter profile link bạn trước kia các bạn đã follow các bạn, thì các bạn nhấp vào tài Twitter của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba bên cùng nữa các bạn. Bạn nhấp cho mình hồ sơ. Rồi các bạn bấm vào bài bên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ. Các bạn bấm vào sao chép liên kết nha các bạn. Các bạn thấy cái video này, các bạn điền link form lên các bạn, để cái link form này nó đóng. Các bạn thật là đáng tiếc cho tất cả các bạn đã tham gia dự án mà không nhận được token các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link profile Facebook của tất cả các bạn nè. Để mình lấy đường link profile Facebook mình các bạn. Thì các bạn vào mở Facebook của bạn, các bạn vào setting, các bạn copy đường link profile Facebook của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì trước kia các bạn khai báo địa chỉ nào thì các bạn trở về con bot, các bạn lấy địa chỉ đó các bạn. Mình thì khai báo trên mình thường dùng là địa chỉ BNB Smart Chain với chú wallet các bạn. Thì các bạn chỉ việc bấm vào Smart Chain các bạn. Các bạn sẽ chép địa chỉ với mình lại các bạn. Rồi bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi đây thì cộng lại số dư của tất cả của iDot các bạn. Mình hồi nãy 8 với 6 là 14 các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ cái hình các bạn chụp hồi nãy nè các bạn. Bức ảnh balance của tất cả bạn nha các bạn. Chọn từ thiết bị nha. Rồi tất cả các bạn tải lên nha các bạn. Tại dự án này anh em chỉ ít quá nên anh em không có làm nha các bạn. Thật ra thì kẹo này mình có để trên cái video là kẹo ngon cho tất cả các bạn. Các bạn chạy xíu các bạn, đang tải lên chút xíu các bạn. Sau khi các bạn bấm tải lên xong thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa cái đường link profile Facebook username của mình có hợp lệ, có khớp với bên con bot không bạn. Nếu mà khớp rồi bạn bấm gỡ các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con token Dove Swap đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.